Alo. Alo, quân cho em. My name is Chiến. Đây đây đây. Con này limit vui, vui lắm. Sao limit? Mình limit mà bán, được chưa? Phòng cửa nhỉ? Ok, ổn vậy à? Mình mới xin limit đàng hoàng. Dở rồi đấy. Hello mưa nhá. Tình ái đỉnh nhất ta, thực ra mình thấy skin nào nó cũng giống nhau thôi. Chẳng qua là tình ái thì cái viên chiêu 2 nó to. Cái hiệu nhìn hình ảnh nó to thật đấy, nhưng nó vẫn thế thôi. Nó chỉ là tăng cái gọi là cái tâm lý của mình hơn thôi. Chứ thường thường mình thấy những người đánh hay người ta toàn bắn Eosu cái gì à, sứ giả tận thế mà. Còn hay hơn nữa thì là xạ thủ tinh linh. Dậy đi ông cháu ơi. Hay hơn nữa là bạn. Không bạn hay nữa là skin ADC được ra khỏi ông bạn đến bình nguyên vô tận. Mình không bạn, mình khó lắm bạn ơi, chỗ mình hơi khó. Bạn biết tại sao khó mà bạn hỏi như vậy, không biết trả lời sao luôn đó trời. À thế à, bữa nay mình phải vào đây rồi. Hôm nay mới phải vui cho bạn. Vui chứ. Meta mới hả bạn? Lúc nào cũng vui vẻ và sao bạn? Meta mới à? Đang tạo ra meta. Bạn hàng sợ bọt không ra đây tạo chung với mình. Nè, nó chờ mình bắn hàng này khó quá. Muốn xếp tình lại cái nút quá này. Bùm. Bạn thấy con Mina nào phụ đường qua chưa bạn? Bùm. Thấy giờ không biết nó ăn đường gì chứ nhưng mà nhưng mà miết sụp không biết nó ăn đường gì chứ nhưng mà miết sụp nó không lên vậy đâu. Ok bạn chỉ cần nói như thế được rồi, yên tâm rồi, nó không có trên này bạn ơi. Ok bùm. Rồi, nó đây rồi đây. Để tôi bắn nó nha. Dốc cơm mất mẹ rồi. Mẹ. Mất tụi bên các bạn. Mẹ rồi. Steady hand. Ôi nó không dám gì quả nữa đâu. Bạn ơi, mình đang ra này bạn ơi. Đây bạn ơi, còn cần ra đây không nó chết nằm hàng á. Mình đứng ngoài mình bắn mình bị ở bên nhà bạn đây. Ui, quá không tốc biến này nó chết rồi bạn. Dốc cơm mất tốc biến bạn ơi. Mình biết mà. Dốc cơm mất tốc biến mất cả chiêu 2 này. Solo này. Nó cứ đi vào cái viên đạn của mình mà nè. Bạn là đi AD đúng nhờ, bạn là đi AD đúng nhờ. Đâu mình đi đường mà thôi. Kẻ địch biến mất. Quá. Mày hả? Ừ. Mình đi đường hay đi AD chứ? Ui. Không sao bạn, nó chiêu 4 mà. Chiêu 3 nào bạn đây. Chắc coi chọc coi chiêu 2 đúng không? Vậy tôi cho nó mất chiêu 2 nè. Không sao đấy, tôi solo đó, tôi solo đó. Ui, xin lỗi bạn nha. Không sao, không sao. Ở đây còn tôi còn một viên nữa. Anh chưa nhớ nào. Sao mình lại bị bắn nhở? Cái chỗ bắn bạn à? Mình vô chỗ bắn rồi, cái chỗ cho bạn. Mình đã biết mình thẳng cho bạn có thể. Nó chưa hai này. Rồi, thằng tôi lên nó lên dậy cái hưởng này. Cùng đứng về thôi bạn. Thắng rồi. Ok nha, tôi đứng một viên nha. Ok bạn nha, cảm ơn bạn nha. Không có gì bạn nha, không có gì bạn nha. Ok, giữ lời hứa mà. Bạn tốt quá. Cho bạn đúng một viên chiêu 2 thôi. Mình lên này. Mình lên, mình tặng cho bạn cái xây rồi. Đấy, nó hết chiêu 2 này bạn. Đó, Mina chiêu đâu hết rồi. Mina không có xây nhưng mà nó kém rồi ta. Chiêu 2 sẵn. Mình tặng cho bạn cái 7 trên đây nha. Đó, trời ơi, cái 7 của bạn cộng cái 7 của mình nữa. Mình hết tốc tiến rồi bạn ơi. Ừ, hay cơ. Your scalp is mine. Đi đây. Chú ý đường dưỡng. Các bạn ơi, lịch. Lịch của mình ơi. Tôi lên lên bạn ơi. Không sao bạn ơi. Ồ, nó mới lên, nó mới đi được tới đây không? À không. Không lên bạn ạ. Mà thằng này đó. Thế nhờ, nhìn nó dũng cảm. Hết tốc biến. Ơ, chịu lỗi hết rồi. Ơ, thằng nó đi đâu rồi bạn ơi. Chưa thấy thằng nó đi đâu bạn ạ. Tấn công tướng địch, rừng ơi giúp với.
Mày chọc mù mắt tao đi. Bạn mới làm gì vui lắm hả? Ừ, mình làm gì vừa làm chuyện vui lắm bạn. À, nhìn bên Gaina dạo này làm cái tường nó dày hơn hay sao ấy. Thì em tin không có tường bạn ạ. Ừ, Gaina xây cái tường dày hơn mà. Kiểu như tăng độ khó cho bạn á. Sao anti này vương phân anti không qua được. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi bạn. Má thằng chó này bạn nó ở dưới tôi nữa bạn ơi. Đéo được rồi. Nào nào bạn ơi. Sao chưa đủ đồ. Đi trước bạn đó. Sao lâu kìa, sao lâu kìa. Có trời hồng tư mà lâu kìa. Ok à. Skill chủng hết à. Ui, ui, Mina. Mina. Không sao, không sao, không sao bạn. Không sao, không sao, không sao. Không sao, không sao, Mina trả thù được. Trời ơi. Trời ơi, chết rồi, con này nó biết rồi mà. Cái chỗ này sao khỏe thế. Mắc mất cầu. Rồi bạn ơi, cầu bạn đúng rồi, phải bên ngoài. Lên tới đi bạn, lên tới đi bạn. Biết mình đổ rồi. Đó, bạn đây, tôi cần bạn này. Tại vì nó chuẩn bị chết hết rồi. Tôi đã áp lực rồi bạn. Máu cầu hai bên kia. Ở đâu mình phải giữ lời này. Ua. Ok, cover nó rồi. Chạy như xa vậy. Tì đâu Mina, trời ơi. Con này đến mid rồi bạn ơi, con này. Tụi nó không ai đến mid rồi bạn ạ. Con này ốc đang ra bạn ơi. Con này ốc đang ra. Your team has destroyed a tower. Primed and ready. Bạn ơi, nó ăn vào đuôi bạn ơi. Ok bạn ơi. Nhân vào luôn này bạn ơi. Mày không tỉ ý gì. Bạn ơi. Ơ sao bạn. Cái này bạn. Đông lắm bạn ơi. Amelie mất tổng biến. Mấy bạn làm được mà. Cố lên bạn. Không sao bạn ơi. Không sao nha, không sao nha. Không được bạn, thế chế của mình thất bại rồi, mình bị nó lao vô nhiều quá. Này đóng có bây giờ đây mình rét bạn nhá. Ok bạn nhá. Tấn công tướng địch. Map nhà của địch bạn ạ. Map thế đi. Kệ thế gì? Chơi bạn đây. Mina đẩy lính giùm bạn này. Còn này góc nó đâu ta? Này góc chơi bạn. Chia cuối sẵn sàng. Chút sai các bạn ạ. Bốn thằng bạn ơi. Bảo bắn này. Tôi cầu hết chiêu rồi này. Tôi cầu đấy. Đây bạn ơi. Hết chiêu. Chốt cơ gọi xây còn có chiêu 2 nha. Giết. Hai kẻ rồi. Giết chắc. Giết được chắc. Ngồi với bạn là 4. Ui giời ơi. Hai thằng AD là làm đến cho support. Tỉnh luôn. Ui bạn mấy đánh hai không còn bùa đâu. Mình đánh ngu nên mà bạn mọi người còn bùa. Đúng rồi, đánh ngu nên mình phải ăn bùa. Anh em mình biết là làm con bùa, anh hai không phải ăn bùa. Tấn công tướng địch, Julian. Đánh mình nha bạn. Ui dồi. Ui, chắc còn biết hết mình quá. Nếu mà mình xong tập thức mình nghe cái mấy của bạn. Bạn nét, bạn nét skill đỉnh vậy. Nhìn nó quái khổ. Quái đây không biết của ai. Như nào? Mình như nào? Để tôi kiểm tôi cho nó kéo. Ok. Nhạc. Nhạc.
tù lệ nó xỉu với tôi á. Trời ơi. Trời ơi. Ui. Quá đỉnh luôn bạn. Thằng Mina này mình sợ lên tí đó. Trời ơi. Đây 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 đây. Sơn Kim mà sợ, Sơn Kim mà sợ. Đây 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 đây. Về đi mình nha. Tán cho mình đi bãi. Ui, tóc miếng của bạn. Thấy nhìn đạn của bạn nó sợ quá. Mình với bạn phối hợp ác quá. Mình bắn đi bạn, mình đi bạn. Mina đâu, tăng đi. Được rồi. Giải. Hay bạn. Mười điểm. Ô cá à bạn. 9 điểm rưỡi bạn ơi. 9 điểm rưỡi luôn. Ra từ bơm vương ở có cá mà. Thằng cá đang ăn cơm rồi. Từ nay mình không like Buza nữa nha mọi người. Tiếp đồng rồi. Sổng chuông rồi. Thế là mình được MVP bạn nhỉ?